Sau đây là video hướng dẫn cách chúng ta reset bộ đếm của dòng option L1110, L3 số 1 nha, và 1 số 0 nha. Dòng này là có gắn hệ thống liên tục của hãng này nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta kiểm tra và reset bộ đếm của dòng option này, option L1110 nha. Đây nó có 4 màu nha. Đây nó có hệ thống liên tục của hãng 4 màu. Đây là mấy cái nút để bơm một. Để bơm xong chúng ta đợi là nha. Bơm xong chúng ta đợi. Chúng ta nhớ bơm đúng màu nha. Đây là cái khay đựa giấy của nó nha. Đây là khay đựa giấy. Còn cái khay bỏ giấy nó nằm phía trên. Đây là khay bỏ giấy nha. Khay bỏ giấy thì chúng ta bỏ. Đây sẽ hướng dẫn cho mình cách kiểm tra bộ đếm nha. Và cách nó báo lỗi đèn luôn nha. Nếu chúng ta thấy cái đèn mà nó báo nó chớp cùng lúc vậy nè, chớp cùng lúc vậy là nó bị lỗi cái khác nha, lỗi cơ hoặc là lỗi đầu phun nha. Đó, nó không phải là lỗi đèn bộ đếm đâu nha mọi người. Tôi chỉ cho mọi người cụ thể luôn những cái lỗi này nó hay gặp của cái dòng máy option L110 này luôn, reset luôn. Đây. Khi mà nó chớp, nếu như máy báo đèn bộ đếm reset thì nó sẽ chớp đèn mực một cái, đèn giấy một cái, chớp qua chớp lại nha. Còn nó chớp một lúc vậy là nó đang báo lỗi cơ hoặc lỗi đầu in nha mọi người. Đó. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách reset luôn. Để reset nó thì chúng ta phải chạy cái phần mềm lên. Mở phần mềm đi. Đây là cái phần mềm reset của máy Epson L110 nha. Đây mở lên hướng dẫn cho mọi người luôn. Đây, Epson L110 này. Chúng ta chạy cái file chạy lên. Phần mềm reset, khi reset một lần thì 100.000, còn phần mềm reset này vĩnh viễn thì 200.000 nha. Đây, phần mềm này mua 200.000. Mọi người muốn xài thì chỉ việc liên hệ và số điện thoại bên dưới có bỏ á, cái gì bên đó tư vấn hướng dẫn cho mọi người reset luôn nha. Đây, bây giờ sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta để reset cái dòng option L110 này nha. Đây là reset, đây là phần mềm reset vĩnh viễn của nó nè. Bây giờ sẽ kiểm tra cái bộ đếm cho dòng máy này luôn nha. Cái phần mềm này chạy rất dễ, sau khi chúng ta mở phần mềm này lên nè, thấy không? Chúng ta bấm select thôi. Rồi nó xác nhận nè, xong đó chúng ta chọn cổng cho nó thôi. Đây, chọn cổng của nó là Epson L110 này. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi chúng ta bấm Battery Cooler này, Adjustment Mode nè. Rồi cứ bấm một bên này nha. Đây. Chúng ta bây giờ chúng ta quan tâm cái counter thôi, nên chúng ta chỉ việc bấm ngoài Waterpad counter thôi nha. Đã đang báo càng bộ đếm đó, chúng ta kiểm tra nó trước cũng được. Đó, chúng ta kiểm tra hoặc chúng ta chạy phần mềm cũng được, chúng ta bấm vô đây. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi, đây cái phần mềm nó hiện giao diện hiện lên này như thế này. Để reset của nó, chúng ta trước tiên chúng ta phải kiểm tra được cái bộ đếm của nó nha. Đây chúng ta tiếp vô chúng ta check là chúng ta kiểm tra được cái bộ đếm của dòng này nha. Kiểm tra bộ đếm, check là kiểm tra bộ đếm này. Đây. Nó báo 44 mới có 48% nha. Khi nó lên từ 90% đến 100% ở đây hoặc là dưới này thì chúng ta nó đang tràn bộ đếm nha, chúng ta phải reset nó nha. Nó đang báo lỗi như là lỗi cơ nha, hay chưa phải là lỗi tràn bộ đếm nha. Nó mới nãy chúng ta mới xem nó mới 48% ấy. Bây giờ dòng máy Epson L110 này nó chỉ hiện 48%. Mọi người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình làm thêm mấy cái video cho mọi người tham khảo. Còn mọi người muốn mua phần mềm hay mua cây reset thì mọi người liên hệ số điện thoại bên dưới á. Nó tầm 100.000 đến 200.000 thôi, nhưng mà nó đảm bảo và chắc chắn cho cái máy của mình nha. Rồi. Nếu như mọi người không có phần mềm á thì mọi người cũng có thể chạy theo cách này. Chúng ta tải cái phần mềm Quick Reset về nha. Phần mềm Quick Reset này nó có giao diện này. Đây, phần mềm Quick Reset đây. Mọi người có không có đường link thì mọi người có thể vào cái một comment phía dưới video này, nó có cái đường link đó, mọi người tích vô đó nha. Tích vô cái đường link chúng ta tải Quick Reset về. Đã tải Quick Reset về xong chúng ta mở lên.
Rồi cái này chúng ta muốn kiểm tra bộ đếm cho nó, chúng ta bấm kiểm tra bộ đếm nè. Chúng ta muốn reset thì chúng ta cái bấm kiểm tra bộ đếm cho nó nè. Cái này là miễn phí nha, chúng ta kiểm tra bộ đếm cho nó nè. Bộ đếm của nó mới 48-31% này, nó chạy cũng như cái kia luôn nha. Cái reset một lần thì chỉ có 100.000 thôi. Mọi người muốn reset thì mọi người bấm vô đây reset qua theo câu thơ. Mọi người muốn reset thì bấm vô đó nha. Sau chúng ta nhập 16 ký tự vào vô đây này thôi. Mọi người muốn khai thì để thì mọi người chỉ nhập 16 ký tự xong mọi người bấm ok là xong nha. Reset rất là đơn giản và đảm bảo nha. Quý reset hoặc chúng ta có thể mua cái phần mềm reset vĩnh viễn chỉ 200.000 thôi. Mọi người có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình làm thêm các mấy cái video cho mọi người tham khảo. Cái đường link quick reset nha, chúng ta có thể tải quick reset vô cái đường mô tả bên dưới hoặc chúng ta lên Google nè. Chúng ta bấm vô chữ quick reset nha. Chúng ta bấm chữ quick reset luôn. Quick nè. Quick reset. Nè. Chúng ta bấm quick reset, chúng ta vô cái mục nè. Chúng ta cứ bấm quick reset thôi là được, chúng ta thấy cái mục quick.support.download này chúng ta bấm vô. Rồi. Nếu chúng ta xài thì điều hành Windows thì chúng ta bấm vô mục download này, thì điều hành macOS thì chúng ta bấm vô đây, còn Linux thì chúng ta bấm vô đây, nó tích hợp sẵn cho chúng ta luôn nha. Là mềm quick reset này, bộ quick reset. Sau chúng ta bấm vô chữ download này. Sau chúng ta bấm ok. Chúng ta tải nó về. Rồi sau chúng ta mở lên nha. Thì chỉ cho mọi người cụ thể luôn. Ta kiểm tra bộ đếm của nó phải tràn bộ đếm không, chúng ta mở lên. Rồi chúng ta bấm open. Rồi chúng ta cài đặt cho nó nha, cài đặt phần mềm nha. Chúng ta bấm accept nha, chấp nhận nha. Ta bấm next. Rồi nó bảo chúng ta tạo một cái icon rồi đấy, tốt hơn chúng ta tạo, chúng ta bấm tiếp vô, chúng ta bấm next luôn. Rồi chúng ta bấm install. Rồi chúng ta bấm next. Cái tự động nó cài cho chúng ta nha. Cài xong nó cài xong chúng ta mở phần mềm lên nữa. Xong rồi nó có một cái giao diện rồi, desktop này. Đây là cái icon của nó nha. Cái giao diện icon này nha, chúng ta mở lên. Rồi chúng ta muốn kiểm tra nó, chúng ta bấm vào cái counter thôi. À, bộ nhớ là nếu lên từ 90 đến 100% là nó đầy nha. Hai cái này lên 90-100 là nó báo tràn bộ đếm nha. Ta bắt đầu chúng ta vừa reset nó thôi. Nó rất là đơn giản nha. Đây là con máy Epson L110. Đây là cái tai đèn đang lỗi cơ nha. Tí nữa sẽ nó sửa nó sao thì chúng ta muốn đi tra để bù đếm nó thôi, để chúng ta biết khi nào máy báo bù đếm để chúng ta reset nó thôi. Khi báo bù đếm là cái đèn này chớp một cái, đèn nút mật chớp một cái nha, đèn nút mật chớp chớp qua chớp lại nha, chứ không phải chớp một lúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Mọi người có muốn có xem được video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình làm thêm các mấy video cho mọi người tham khảo cách chúng ta reset bù đếm của cái dòng Epson nha. Còn mọi người muốn mua phần mềm không, mua khai gì chứ cái phần mô tả nó có cái đường link, có số điện thoại nha. Rồi chào mọi người.